anh em chiêm ngưỡng cái phòng chờ Tống Kim nhé. Đấy, có hai thằng đặc sứ này anh em này, đến giờ anh em phải đăng ký cái này này. Đấy. Điều kiện là phải full ngọc 6 trở lên, tất cả 4 lỗ thì mới vào được. Còn một số thằng mà các bạn thấy mà nó hay khoe là tao full 4 cũng vào được ấy, thì thường thường là nó cái lúc đăng ký ấy, thì nó để full tất cả các slot ngọc là 4 lỗ đều là full 6 trở lên hết. Sau khi vào rồi ấy, thì nó mới đeo một cái ví dụ như cái thần khí khác chẳng hạn, thì có viên ngọc 3 viên ngọc 5 thôi chẳng hạn là nó cho các bạn. Chiến trường Tống Kim thì anh em trên NTM Gaming không thích xem, không thích xem Tống Kim ấy, cũng không thích xem Pika tại vì như mình nói rồi đấy, PK mấy cái này gần như là giống như là cắm đầu cắm cổ hút nhau ấy, nó cũng không có mùi thi vị gì. Đấy, nên khi các bạn đăng ký kênh là NTM Gaming là các bạn mong muốn tìm hiểu những cái gì nó hoành tráng hơn, sâu xa hơn đấy, tìm hiểu tính năng này tính năng kia hay những cái gì đó các bạn chưa biết đúng không? Đấy, tuy nhiên là mình biết là như vậy, nhưng mà cái Tống Kim này bắt buộc phải đi để nâng cấp ác, nếu không đi thì không nâng cấp được ác, cho nên mình bắt buộc phải đi nhé. Mặc dù anh em không thích xem view tụt nhưng mà bắt buộc mình vẫn phải đi. Cái phần lớn lý do anh em không thích xem cái map ấy, tại vì thứ nhất là nó lộn nhộn rối mắt, mấy hai nữa nếu nhìn một cách tổng quát ấy, thì có cái đéo gì đâu mà đơn giản là hai phe cứ lên xỉa nhau đúng không, chết thì đầu thai đúng không ạ, đấy là nhìn một cách tổng quát. Nhưng còn thì vì nó quá đông nên chả ai nhìn được rằng là à, thằng kia dùng skin nào, PK như thế nào, PK hay như thế nào, người ta chẳng quan tâm, đôi khi là không cần biết, chỉ biết là à ừ đấy hai phe đấy đang đánh nhau ấy. Đấy, phe kia bắt đầu nhờ lấn lướt hơn rồi đúng không, bắt đầu đông hơn rồi, đẩy được phe kia lùi rồi đấy, người ta chỉ biết thế thôi các bạn, chứ nó chả hay hò gì. Nếu thật nhá, nếu như mình là người xem ấy, mình là các bạn ấy, mình cũng không xem làm gì đâu, thấy tôi PK đồng thật. Một ấy, là tôi tự vào tôi PK nó hơn, nó còn thi vị hơn, tại vì tôi cảm nhận được tôi giết được bao, tôi bèn được bao nhiêu mạng, nhiêu mạng trên bao nhiêu mạng này kia để chụp ảnh khoe bạn bè. Thì còn xem livestream thì loạn hết cả lên, chẳng biết gì đâu đúng không. Giống như là ba hai bầy kiến đang giã nhau ấy, lộn tung phèo này, này thằng nào thắng thì ừ biết kết cuối là thằng ấy thắng thôi, hiểu không. Những cái video tìm hiểu ấy, những video mà mình phân tích rồi là những cái phép thử này kia ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy kết quả đấy, nó rất rõ ràng rành mạch, thì cái đấy mới chính là những cái mà anh em NTM Family đang cần. Thì mình cũng muốn làm hết những cái đó mà gần như là đầy đủ hết rồi đấy, thiếu cái gì các bạn cứ comment mình sẽ làm cho các bạn xem. Hôm trước có bạn bạn comment bảo là em cứ thấy anh nói là Minh Giáo không ăn theo ngoại, ăn nội hỏa liên chảm không ăn theo ngoại mà ăn theo cường, thế là như nào. Bạn ấy nhắn tin nhiều lắm nhưng mà mình nói rồi, nhưng mà không biết là bạn ấy có nghe được hay không, thì bây giờ mình xin trả lời lại lần nữa như này này. Cái video đó đã có ở trên kênh rồi, bạn chỉ cần lên mục tìm kiếm của YouTube ấy, bạn gõ là Phái Minh Giáo NTM. Đấy, thì sẽ có ba cái video cho bạn. Một cái video là tìm hiểu về Phái Minh Giáo sơ lược, một video là tìm hiểu về skill. Đấy. Còn video thứ ba nữa ấy, đó là mình đã test trực tiếp cái nội hỏa liên trả đó để bạn hiểu rồi. Công cộng ấy, tức là ngoại công ấy, nó là như thế nào. Đấy, công cơ bản nó là như thế nào. Cường nó là như thế nào. Đấy, test chi tiết cho các bạn rồi. Thế thì các bạn cứ đến để xem, tại vì trùng chủ đề nên mình sẽ không nói lại nữa nhá. Còn hôm trước có bạn hỏi đó là cái rửa đao ấy,
đảo ngược ấy, thì cũng làm video rồi nhá. Thì bạn cứ lên mục tìm kiếm hoặc link ở dưới này này, có cái link hướng dẫn tân thủ ấy, thì cái video đó mà đã nằm trong cái playlist đó nha. Rồi cũng nhiều bạn hỏi là cái những cái hết sức đơn giản thôi, ví dụ như là em không biết làm ngọc giảm kháng chẳng hạn ấy. Đấy, đúng không? Không biết làm thì những người mới thì đương nhiên bình thường thôi, shop nó không bán. Đấy, bán có 7 thôi thì cũng có video rồi. Các bạn cứ gõ là cách làm ngọc giảm kháng xong thêm chữ N, chữ T, chữ M và phát biết ngay. Hoặc là bạn hỏi là cách làm long văn ấy, thì các bạn cứ gõ là cách làm long văn NTM phát là thấy. Chữ N, chữ T với chữ M viết hoa nhé. Ví dụ như này này, cách làm long văn đấy, 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 gọi như này này, đấy là thấy. Hoặc là cách làm võ hồn đấy, hồn này đấy, cách làm mắc phách thần châm đấy, hoặc là vân vân, cách đi tứ tư trang đấy. Đấy, các bạn gõ như này này à, thấy. Nhớ thêm đuôi là chữ N, chữ T và chữ M vào nha. Vì sao? Tại vì nó sẽ search nhanh hơn đối với các bạn nhá. Ok, thì đấy, các bạn nào thắc mắc vấn đề gì đó, các bạn cứ lên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn gõ cái mà các bạn cần tìm, nhớ thêm chữ đuôi là chữ N, chữ T và chữ M vào. Nếu mà không thấy ấy, thì hỏi mình, còn thường thường các bạn tìm là sẽ thấy rồi. À, chiến thôi nào anh em, bắt đầu này. À, hôm nay thì không review nhá, tại vì lâu lâu review cho nó mới có sự thay đổi, chứ đợt này chưa có gì thay đổi cả nên không review. Chiến thôi, đến giờ rồi, đến giờ 9 giờ rồi, 5 7 rồi, còn 3 giây nữa thôi.